cá ở trong cái khu vực này thì nó rất là to luôn. Đây mọi người thấy được con cá không? Đó, con cá nó nằm ở đó đó. Để mình sẽ zoom lên nha. Cá mà nó nằm ở trong tổ bọt như thế này, thấy được nó thì rất là khó nha. Lâu lâu mới thấy được một con á. Bọt này thì nó chưa có trứng đâu nha. Cái lớp vàng vàng ở đó là ba cái phèn đó mọi người. Ủa, rồi nó ở đâu có tiểu vậy? Mình thấy có cái con gì nó dài dài. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Trong mấy cái cục giường này thì nó dễ có mấy cái con này lắm nha. Đâu mất tiêu rồi. Đâu rồi ta? Kìa kìa kìa. Đó, mọi người thấy con gì không? Trong mấy cái cục giường này thì rất là nhiều cái con này nha. Hơi. Cá đồng khủng lồ luôn mọi người ơi, rất là to nha. Sẵn cái bọt này nó khó, mình sẽ chỉ mọi người luôn nha. Những bọt khó như thế này thì mình sẽ sử dụng một cái lá để mình bẻ một cái lá một cái. Đây. Rồi, được một cái lá. Khi mà mình thọt tay của mình vô không vừa thì mình sẽ bươi bươi cái ở chỗ mà con cá nó ra, bươi cho nó rộng ra. Hy vọng là con cá nó sẽ không có theo nước này mà nó chạy ra mất tiêu rồi. Rồi, mình sẽ dùng cái giò mình chặn lại nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cây lá này quay quay cái gỗ, vừa đi vừa quay vừa bắt như thế này nó rất là khó luôn. Sau đó mình sẽ dùng cái lá mình thọt vô như thế này nè mọi người, thọt vô như thế này thì hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cũng lâu lắm rồi mình chưa có đi bắt cá ly thi đồng nên hôm nay mình sẽ làm một clip đi bắt cá ly thi đồng cho mọi người xem nha. Những ai chưa có biết cách bắt cá, chưa có biết cách nhận biết cái bọt cá ra làm sao thì trong video này mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người luôn nha, chỉ từ A đến Z luôn. Mọi người xem cái video này, xem từ đầu đến cuối để không bỏ lỡ những cái đoạn hay nhất và cái đoạn mình chỉ mọi người bắt cá nha. Giờ thì mời tất cả mọi người hãy theo chân mình đi bắt cá, xem hôm nay mình có bắt được nhiều cá không nha. Mình đang đi đến chỗ có cá đi thi nha mọi người ơi. Nói chung là cái chỗ có cá thì nó rất là bịch nha. Cặp cái con sông nè. Trong mấy cái đường hẻm này thì mới có cá nha mọi người, chứ ở ngoài đường lộ thì nó không có cá đâu, phải đi vô trong hẻm như thế này. Đường rất là khó đi luôn. Sắp đến rồi nha mọi người ơi. Trong đây là cái cục lá siêu to khủng lồ luôn nè. Giờ mình đi tìm cái chỗ mình để chiếc xe nha. Mình để chiếc xe rồi mình sẽ bắt đầu đi tìm cá nha. Đây, mình sẽ đậu lại cái bụi cây đằng này để đậu xe ở đây. Rồi, giờ mình sẽ đậu xe ở đây. Sau đó sẽ đi vô đây bắt cá nha. Mình đã đi vào cái cục lá rồi nè mọi người ơi. Xung quanh đây toàn là lá thôi. Giờ bắt đầu đi tìm bọt nha. Đây, mình có đem theo keo và một cái gỗ để bắt cá nha. Giờ sẽ bắt đầu bước vào đây thôi. Hy vọng là sẽ có cá cho mọi người xem. Hôm nay nước nó rất là cạn luôn. Nước nó rất là thấp luôn nha. Cá thì thường nó sẽ ở trong những cái bể lá nhỏ nhỏ như thế này nè mọi người. Qua ở đây có một cái buồng vừa nước. Buồng này chắc cũng vừa ăn rồi. Phải có đem theo cái dao là tới công chuyện rồi. Trong đây rất là rộng nha. Quay 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 quay. Mình thấy rồi, đây đây. Đây. Mới đi đi. Ê, có con cá. Nó mọi người thấy không? Có con cá nó mới lên tim đó. Rồi giờ thì mình sẽ bắt cái bọt này cho mọi người xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ vớt cái tổ bọt này ra. Nói chung là mình kiểm tra thử cái bọt này nó có trứng không á mọi người. Đây nha, bọt này nó không có trứng nha. Nếu như mà bọt có trứng có con thì mình sẽ không bắt. Giờ mình sẽ đưa bàn tay mình vào. Nói chung là con cá nó lúc nãy là nó động, nó không biết bắt được con cá không. Đây 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 đây. Đây, bắt được con cá rồi nha. Hình như là con này còn có máy. Để cái gỗ đi ra đây. Đúng như mình nói mà, đây là một con máy. Chỉ là còn một con cá trống nữa. Để mình sẽ tìm cái con cá trống nha. Không biết cái con cá trống nó có lũi đi đâu không nữa. Đây đây, dính luôn rồi. Đây, được một cặp luôn nha mọi người ơi. Mới đi đã bắt dính được một cặp cá rồi nha. Nói chung là mình cũng không biết là cái con cá mái và cái con cá trống luôn á. Nhưng mà lỡ mình phá mình bắt rồi. Giờ mình sẽ bắt hai con cá này về. Có gì mình sẽ ghép đôi cho mọi người xem hai con cá này nó nở được không nha, nó đẻ được không nha. Cái con cá trống này rất là to luôn nè. Rất là to và xanh luôn. Đây mọi người thấy chưa, con cá mái thì nó hơi nhỏ nha. Thôi bắt luôn. Mở đầu mà, phải lụm lúa nó luôn. Đợi mình xíu. Đây, mình sẽ sử dụng cái keo này. Giờ mình sẽ đi múc một tí nước. Nước ở đâu mà múc thì ta nó rất là cạn luôn rồi. Kìa,
mình thấy ở đằng này nó có nước. Giờ sẽ bắt bỏ vào thôi. Vô đây. Đâu rồi, cái con cá trống to trốn đi đâu vậy con? Vô đây. Nói chung là mọi người đi bắt cá thì mọi người để cái mật độ nước nó thấp thấp thôi nha. Nếu mà mọi người để nước cao quá thì con cá nó dễ bị sốc nước lắm. Rồi đậy lại, cho nó vô cái này và bắt đầu sẽ đi bắt tiếp nha. Ê, đỉnh mệnh. Trong đây nó rất là lúng luôn á. Nói chung là đi bắt cá này thì mọi người nhớ là cẩn thận nha, xem đường đi. Để không thôi nó lúng một cái là ướt quần luôn á. Thường cá thì nó sẽ sống trong những cái bể lá như thế này nè. Hôm nay nước rất là cạn luôn. Ơi quá trời là bùn vừa nước rồi. Có nhiều bọt nó rất là khó bắt luôn nha. Lúc nãy cái bọt kia nó rất là dễ bắt, chứ mà còn nhiều bọt nó khó bắt lắm. Để một tí nữa mình thấy cái bọt có khó mình sẽ chỉ cho mọi người xem. Chứ mà cái bọt lúc nãy thì rất là dễ bắt rồi. Trong đây có một bọt rất là nhỏ nè. Đây, chút xíu à, không biết là bắt được không nữa. Bọt cá nó mới làm á mọi người. Đây, như là cái bọt này là cái bọt khó nè nha. Bọt này thì mình sẽ chặn gỗ để mình đi qua bên kia cái. Mình đi qua cái kẻ nhỏ như thế này nè. Ui, rất là khó khăn cho mình luôn. Nhưng về đi bắt cá cho mọi người xem. Đây, bọt khó này thì mình sẽ chặn gỗ ở ngoài này nha. Đây nè, mọi người đã thấy cái bọt nha. Ha, trong đây nè. Bọt này thì cá nó mới làm mà. Vẫn nhẹ nhẹ nè, thử coi. Đâu để mình đưa cái bàn tay điêu luyện của mình vào. Hên hên thì bắt dính được con cá luôn. Còn không hên thì... Ê, hên hên. Đây, đây. Dính được con cá luôn rồi. Hên hên. Đây, mình sẽ cho mọi người xem nha. Ồ, con cá to. Nè, mọi người thấy không? Cá rất là to nha. Để mình sẽ bỏ vô keo liền. Để không coi là nó phóng nha. Nói chung là hên thôi mọi người. Chứ thường thường là cái bọt đó nó rất là khó bắt nha. Tại vì cái bọt đó nó rất là rộng. Này mình thọt ra vào đúng lúc cái con cá nó ngay chân cái tay mình luôn. Đây, sẽ bỏ vào. Rồi, vừa quay video vừa bắt cá nó rất là khó luôn. Nên trong video có rung lắc mọi người thông cảm cho mình nha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha mọi người ơi. Để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem. Rồi giờ sẽ đi tiếp nha. Để cái gỗ lên đây một cái. Chung là vừa đi vừa quay nó rất là khó luôn. Ôi mũi chích nữa. Trong cái khu vườn này thì mũi nó rất là nhiều nha. Đây là cái giọng nói thật của mình nha mọi người, chứ không phải là mình ghi âm nha. Đây, mình đeo cái khẩu trang nên cái giọng nói hơi khàn khàn á. Chứ là mình nói chuyện thật trong lúc mình đi bắt cá nha, chứ mình không có ghi âm mọi người ơi. Còn nhiều bọt nó còn khó hơn nữa nha. Ôi lúng. Ở đây 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 đây. Tiếp tục thấy được một bọt cá ly thia. Bọt này thì mình sẽ dùng tay mình bắt luôn nha mọi người ơi. Đây. Nào mọi người thấy không? À, cái bọt này thì mình sẽ... Nói chung là cái bọt này nó cũng thấy bắt dễ vậy chứ không phải dễ bắt đâu. Vớ cái tổ bọt ra. Ê, cái tổ bọt này hình như là cá con phải không ta? Không phải, cái bọt không mà mình tưởng đâu là có cái con. Nếu như mà có cái con thì mình sẽ không có bắt đâu. Bọt này sao bắt ta? Nói chung là thọt cái tay mình vô luôn. Thôi, cái bọt này để mình tắt cái điện thoại rồi mình bắt cho mọi người xem nha. Tại vì mình phải có một tay mình chặn đây, một tay mình thọt vô để tránh trường hợp con cá nó bay ra ngoài mọi người. Ở đây thì không có chỗ mà để cái điện thoại á, nên mình sẽ bắt con cá này ra rồi cho mọi người xem nha. Có vẻ như con cá ở trong đây nó đã bị sảy rồi mọi người ơi. Do lúc nãy mình vừa lại á, rồi mình làm động. Chắc là con cá nó bay ra ngoài rồi. Không có rồi nha. Trong cái kẻ này thì cá mà nó kiểu như là nó động một cái là nó chạy ra liền nha. Không có rồi nè. Rồi, không có thì thôi. Nói chung là vừa đi, vừa quay, vừa bắt nó rất là khó luôn. Để đi tìm bọt khác. Không có bọt này thì mình bắt bọt khác thôi. Chứ đâu phải là bọt nào nó cũng có cá đâu.
Rồi trong đây nó không có lối ra rồi. Đâu rồi, mình đi tìm cái bên đây đi. Tìm cái đường nào nó dễ dễ đi một xíu. À đây đây, vừa nhắc thì thấy được một bọt nha mọi người ơi. Trong cái kẽ này nè. Đây mọi người đã thấy chưa? Mình sẽ dùng cái tay mình chặn lại. Đây. Mình đã chặn thành công rồi nha. Giờ mình sẽ để cái điện thoại mình ở trên cái bẻ lá này luôn. Đó, hy vọng là cái điện thoại của mình nó sẽ không rớt nha. Mình cà lâm luôn rồi. Mình sẽ thọt tay mình vào. Đây, dính được con cá luôn rồi. Đây nha. Đây đây đây. Vừa thọt tay vào thì cái con cá nó chạy ra luôn. Cái này bắt cá phải chuyên nghiệp lắm mới bắt dính được mọi người ơi. Đây, mình đã bắt dính được con cá rồi nha. Rồi. Ra ngoài cái gỗ. Cho nó lên gỗ liền. Đây. Wow, mọi người thấy không? Cá nó rất là xanh luôn nè mọi người ơi. Rồi mình sẽ cho nó vô keo. Nói chung là cái này chuyên nghiệp lắm á. Để con cá nó vô bọc. Ê. Để tránh trường hợp nó nhảy mất tiêu. Rồi con cá đâu rồi? Để mình bắt con cá mình bỏ vô nha mọi người. Tiếp tục đi bắt cá nha. Ây da, cái quần của mình. Mình đi đằng trước mà nó bị dính là cái quần đằng sau. Ây da. Cái bẻ lá thì nó dễ bị dính quần áo lắm. Nên mọi người nhớ là đi bắt cá thì mặc mấy bộ đồ bình thường thôi nha. Chứ đừng có mặc đồ mới. Đồ mới đi bắt cá là xong luôn á. Mình tưởng là ở trong đây có cái bọt cá nhưng mà không phải. Này lâu lâu mới đi tìm được một bọt mọi người ơi. Ở trong đây dẫn tới một cái đường khác. Cái đường này thì nó rất là lún, mình sẽ không đi nha. Mình sẽ đi đường ở trong đây quay lại. Hey. Giờ mình đi. Khi nào mình thấy một cái mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Để tiết kiệm thời gian của mọi người á. Chứ mà mình đi cò mò này rất là tốn thời gian của mọi người xem luôn, đúng không? Nếu mọi người xem video của mình thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem. À, ở trong này có một bọt. Đây đây. Đây mọi người thấy không? Đây nè. Sẵn cái bọt này đó khó, mình sẽ chỉ mọi người luôn nha. Những bọt khó như thế này thì mình sẽ sử dụng một cây lá để mình bẻ một cây lá một cái. Đây. Rồi, được một cây lá. Khi mà mình thọt tay của mình vô không vừa thì mình sẽ bươi cái ở chỗ mà con cá nó ra, bươi cho nó rộng ra. Hy vọng là con cá nó sẽ không có theo nước này mà nó chạy ra mất tiêu rồi. Rồi, mình sẽ dùng cái giò mình chặn lại nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cây lá này. Quay. Cái gỗ. Vừa đi, vừa quay, vừa bắt như thế này nó rất là khó luôn. Này hên xui may rủi đó nha. Mình không có chắc chắn là cái bọt này mình bắt được con cá. Sau đó mình sẽ dùng cái lá mình thọt vô như thế này nè. Mọi người thọt vô như thế này thì cái con cá ở trong đây nó bị quạng, nó sẽ chạy ra nha. Lý thuyết là vậy nhưng mà không biết thực hành nó có vậy không nữa. Rồi, mình chọt như đây. Chắc là con cá nó cũng chạy ra rồi đó. Sau đó mình sẽ móc. Ê, thọt một cái nữa, cái giò mình mới đụng nước ở ngoài. Rồi, sau đó mình sẽ móc ba cái này cho con cá nó chạy đi ra chỗ cái gỗ của mình nè. Lý thuyết là vậy nha, nhưng mà mình cầm điện thoại, vừa quay nó rất là khó. Ê, đây. Lý thuyết của mình thực hiện đúng rồi. Dính được hai con luôn. Không ngờ là nó dính. Nhờ cái con cá nó dính mình mới chứng minh được cho mọi người biết là cái cách bắt cá nó khó. Dành cách bắt những cái con cá khó nha. Được một cặp luôn. Thôi lỡ rồi. Lỡ nó chạy ra thì mình sẽ bắt hết hai con luôn. Không biết thanh niên nào đi bắt cá như thế này. Nói chung là cái cây này, cái lá này thì có được chặt rồi nha mọi người. Chặt kéo một bàn không phải mình đâu nha. Mình thì không có chặt lá như thế đâu. Lúc nãy thì mình có bẻ một cái lá để thử cho mọi người xem thôi. Chứ mình đi bắt cá mình ít khi nào mình dùng lá lắm. Tại vì dùng lá con cá nó sẽ bị gách đuôi á. Rồi, mình không biết là mình đang đi đâu luôn. Qua. Ủa rồi mình đang đi đâu vậy ta?
mình lạc vô cái chỗ này, mình không biết là mình đang ở đâu luôn. Đây nha tất cả mọi người ơi, mình tiếp tục phát hiện được một bọt cá ly thi đồng nè, để mình dơm cận cảnh xuống cho mọi người xem. Nước thì nó cũng khá là trong, nhưng mà đã bị cái tô bọt này nó cản đây nè. Để mình vớt cái tô bọt này ra xem thử có con cá trống ở trong đây không nha. Nếu mà có thì mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Nhẹ nhàng vớt cái tô bọt ra thôi để cái con cá trống nó động. Rồi, mình đã vớt được cái tô bọt ra rồi. Để mình zoom xuống cho mọi người xem thấy được con cá không nha. Mình đã bật cái đèn LED điện thoại luôn nhưng mà không có thấy được con cá rồi. Giờ để mình sẽ thò cái tay của mình vô mình kiểm tra luôn nha. Đây, sẽ chặn cái lỗ này lại nhằm khi con cá nó có lũi đi qua bên kia. Ủa, rồi con cá đâu? Đây, mình đã thấy được em nó rồi. Đây, wow, con mái. Ui, một con cá mái mọi người ơi. Lấy gỗ cho mọi người xem. Mùa này cá ly thiên nó làm bọt rất là nhiều, nhưng mà nó chưa đẻ nha. Ủa, trống mấy mái đây? Để mình nhìn kỹ ra một cái. À, con này là con trống luôn rồi, không phải con mái. Đây, con này là con trống luôn rồi nha. Mình tưởng là con mái, thôi bắt luôn. Trống này thì nó cũng vừa, chứ nó không có to. Mình tưởng đâu là cái con cá mái, ăn ngờ cái con cá trống. Đây, mình mới bị lúng luôn. Ướt quần rồi. Lúc nãy nó không có ướt quần, bây giờ ướt quần luôn. Rất là khó đi nha. Đây đây, vừa bị ướt quần một cái, thấy được cái bọt cá luôn. Khá là đã mọi người ơi. Bọt này thì bắt làm sao ta? Thôi bây giờ mình sẽ bắt luôn. Đi, có cá, có cá. Cái bọt mà nó có làm động động như thế này là có cá. Ê, không biết rồi. Thôi, chơi chiến thuật mình. Trọt tay vô luôn. Không có thấy con cá. Để mình thọt lại tay lại nha. Cái con cá ly thiên nó ngộ lắm mọi người ơi. Mình mà bắt nó một lần không có được là cái lần sau là rất là khó bắt luôn. Tại vì nó chốt nó chuối á. Như lần này mình không có bắt được nó rồi nè. Mà lúc nãy thì mình thấy có cá rõ ràng mà. Chắc chắn là bọn này có cá. Nhưng mà chắc nó đã chạy ra đây rồi. À, mình không có đem theo cái gimbal, không có gì mà để kẹp cái điện thoại lại. Quay cho mọi người xem lúc mà mình đang bắt hết á. Tạm thời mình sẽ kẹp cái điện thoại mình trên cái bể lá để bắt con này cho mọi người xem nha. Không biết là có bắt dính được đó không. Và hy vọng cái điện thoại mình nó sẽ không có bị rớt từ trên cái bục bè nó rớt xuống. Ê, chạy đâu em trai? Ui, không phải con cá ly thia. Ui, cái chuyện quái gì vậy? Đây mình bắt dính được hai con nhưng mà nó lạ lắm mọi người ơi. Để rút ra cho mọi người xem. Một con cá ly thia và một con cá bãi trầu. Con cá ly thia trống nha, rất là to luôn. Ngồi cái mẹ cá bãi trầu này ở đây làm gì không biết nữa. Quả đạn thật tình. Không hiểu nổi luôn. Giờ sao ta? Bắt cái con cá bãi trầu luôn không mọi người? Đỉnh mệnh, đỉnh mệnh. Mà mình nghe nhiều người nói cá bãi trầu nuôi nó cũng đá được á. Không biết là có phải thật vậy không? Mình sẽ bắt về thử luôn nha, nuôi thử. Có gì mình sẽ cập nhật sau cho mọi người biết. Đây em cá ly thia, rất là ok luôn. Ngộ thiệt luôn, lần đầu mình mới thấy đâu á. Mình đi bắt cá ly thia rất là lâu rồi. Nhưng mà lần đầu mình mới gặp cái cảnh vậy nha. Tiếp tục cuộc hành trình thôi nào. Đi qua bên đây, bên đây mới bắt dính được một con. Đi qua bên đây xem sao. Trong tới tối này dễ có bọt cá lắm. Ây da, ây da, mình thấy rồi. Đây, một bọt cá nó khá là vàng luôn. Mọi người thấy chưa ta? Ui, cái bọt cá này nó bự lắm. Để mình sẽ quay từ trên cao. Đây. Thôi, mọi người thấy chưa? Nói chung là các bạn đi tìm bọt cá ly thia thì đừng bỏ qua những cái chỗ bịch bịch như thế này nha. Tại vì cá nó dễ là bọt ở trong cái chỗ bịch bịch như thế này lắm. Nhưng mà cái chỗ nào bịch quá thì đừng có vô nha. Tại vì nó rất là nguy hiểm mọi người. Mấy chỗ thường thường là có ong nè, có rất là nhiều con á. Mình không có nói tại vì mình đang đi bắt á.
Rồi giờ mình sẽ bắt thử cái bọt này cho mọi người xem trong đây có cá không nha. Đây nha mọi người ơi, mình mới thọt ra vô trong cái kẽ đó thì đã bắt dính được con cá rồi nha. Đây đây nè, em cá nè, cá ở trong cái bẻ lá nó rất là xanh và đen luôn á. Trời ơi, lụm lúa luôn, không biết mọi người thấy rõ không ta. Đây lụm lúa nữa nha, cho nó vào keo. Để mình sẽ bỏ nó vô đây một cái, mở cái keo ra, dùng cái giò mở luôn. Nói chung nãy giờ mình không biết là mình bắt được bao nhiêu con, tại vì mình không có đếm á. Đi bắt cá thì hạn chế không có đếm nha mọi người. Nếu mà đếm thì kiếm nó sẽ không có cá đâu. Cái đó là cái lực tự nhiên á. Rồi giờ sẽ đi bắt tiếp nha. Để mình đeo cái khẩu trang vào một cái. Ây da, ây da. Ôi, ôi, trời ơi. Ây da. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rất là sâu luôn. Đây mọi người thấy là nó lúng không? Từ cái giò mình lên đây chắc khoảng gần 6 gần 1 mét á. Nói chung là mình học dấu lắm, mình cũng không biết tính toán sao nữa. Nhưng mà nó rất là sâu nha. Nãy giờ mình xào quần ở chỗ này thì bắt dính được con cá mái nha. Đây, con cá mái nó rất là to luôn. Con này con mái nha mọi người ơi. Nhưng mà nãy giờ mình đã có bắt dính được mái rồi, nên mình sẽ thả nó lại, thả nó vào đây. Bắt nhiều quá thì cũng không tốt, bắt một hai con gì để ép được rồi. Rồi đi tiếp nha. Ôi, đang đi thì thấy được cái này nữa. Ô định mệnh, cái thằng khứa nào vậy? Nó bắt cá xong rồi nó bỏ tại chỗ. Cái này thì có sử dụng dao nha mọi người. Đây, mọi người nhìn kỹ, cái đầu này thì rất là nhọn, dùng dao chặt nha. Mình thì không có đem dao đâu mọi người ơi. Có sao là mình nói vậy à? Nãy giờ mình đi thấy rất là nhiều đó. Ui, trong đây nó rất là bịch. Lùi lại, lùi lại. Đi qua bên đây. Mọi người thấy không? Không phải là riêng mình đi bắt cá đâu nha. Còn có rất là nhiều người đi bắt. Mà nhầm khi là mấy người kia người ta gặp bọt rồi có trứng có con rồi người ta cũng bắt luôn, chứ người ta không có bỏ lại đâu nha. Còn mình gặp cái bọt có con thì mình sẽ để lại mọi người ơi. Mình lại phát hiện một bọt rất là khó bắt luôn nha. Đây, ở đây nó có tận hai bọt luôn. Hai bọt này nhưng mà nó có một con à, mình tin chắc là vậy. Theo kinh nghiệm đi bắt cá nhiều rồi của mình thì nó chỉ có một con thôi nha. Một con mà nó làm tận hai bọt á. Bọt này thì nó hơi khó bắt. Không biết nè. Để mình kéo cái này nha. Thôi, giờ chơi chiến thuật luôn. Đưa tay vô, úp mé liền. Không có con cá rồi. Lúc nãy mình thấy là có cá mà ta. Không, mọi người thấy không? Rất là khó bắt luôn. Đây, 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 đây. Dính rồi nha. Ê, con cá to. Cá nó to hết sức luôn. Hình như là con cá này là con cá da sáp, con cá da đĩa gì đó, con cá vàng. Chứ nó không có xanh. Đây nha mọi người. Đây là cái con cá lúc nãy mình nói cho mọi người biết nè. Đây là cái con cá da nó màu vàng nha. Và điện thoại mình nó cũng đã lấy nét được rồi nè. Cá nó rất là to, to hơn mấy con cá nãy rất là nhiều luôn á. Rồi, lụm lúa đó, mừng quá, bắt dính được con cá to. Nãy thì cũng có mấy con cá to nhưng mà nó không có to bằng cái con cá này. Quay lụm lúa mày thôi. Mình nói ngay chân mà, hai bọt đó thì chỉ có một con thôi. Tại vì không có khi nào mà hai con mà nó làm bọt cạnh nhau hết trơn á. Mấy cái con cá này thì nó thường có sự cố lộn. Mấy con này thì nó thường tranh giành lãnh thổ á, nên nó không có làm bọt cạnh nhau đâu. Để mình đi vô trong đây. Mấy con cá ly thi đồng thì nó thường làm bọt ở trong những cái kẽ nhỏ nhỏ thôi nha, chứ nó không có làm bọt ở ngoài lan đâu. Ở ngoài lan thì trong mấy cái đầm cỏ, trong cái mương cỏ, mương năng nữa thì mới có cá ly thiên nha. Đang đi thì thấy được một bọt nữa rồi nha mọi người ơi. Bọt này nó làm rất là cạn luôn. Không biết có con cá không, để mình hé ra mình sẽ quay cho mọi người xem. Không thấy được con cá, chắc là nó trốn ở trong cái bể lá này nè. Kìa kìa, mình thấy được con cá rồi. Mọi người thấy là cái đuôi không? Để mình sẽ bắt nha. Bắt liền để không thôi là nó xảy. Để mình tắt cái điện thoại mọi người, tại vì cái này nó rất là khó bắt á. Mình đã bắt dính được con cá ở trong đó rồi nè. Rất là to luôn. Lúc nãy là mình sợ là nó chạy mọi người. Nó ở đây nè, nó chạy lại tới cái kẻ này. Mình phải dùng một tay mình chặn ở đây, một tay mình lùa nó mới bắt dính được con cá này nha.
Đây, để mình sẽ cho mọi người xem. Đây, cá ở bên đây nó rất là xanh. Oh wow, cá đồng khổng lồ luôn mọi người ơi, rất là to nha. Ôi trời trời trời, hết hồn. Tưởng đâu sảy rồi, không có sảy được đâu con trai à. Cho vào đây liền, làm sao mà sảy được con trai cưng của ta. Rồi, thầy nắp kín kín lại để thôi nó vụt ra là ăn cám luôn á. Mình tiếp tục thấy được một bồ cá ly thia ở trong cái bể lá này. Cặp đây có một bồn dừa nước rất là to luôn nè. Bồn dừa nước này chắc vừa ăn rồi mọi người. Có cái dao là tới công chuyện rồi. Đây, đây là cái bọt cá mà mình thấy được nè. Để mình sẽ dôm xuống cho mọi người xem. Hai bọt luôn. Ôi, ôi đỉnh mệnh, hai bọt. Nhưng mà chắc có một con à. Một con làm hai bọt. Đây mọi người thấy không? À, một bọt ở đây và một bọt ở trong đây. Bọt trong đây thì nó nhỏ xíu à. Để mình sẽ do cái tàu bọt này kiểm tra nó có trứng gì không nha. Không nha mọi người, bọt này nó không có trứng nha. Giờ thì mình sẽ bắt cho mọi người xem con cá này nó có to không. Cách bắt cũng rất là đơn giản, giống như đợt trước thôi, giống như mấy đợt lúc nãy thôi. Thọt cái tay mình vào. Ủa con cá rồi. Ui, cái bọt này chắc mình phải dùng một cái tay mình chặn ở đây, và một tay mình thọt vào mới được mọi người ơi. Mình sẽ tắt cái điện thoại một cái nha, chứ mà không thôi con cá nó chạy ra ngoài này là xong luôn á, không có bắt được đâu. Để tắt cái điện thoại cái nha. Mình đã bắt dính được con cá ở trong đó ra rồi nè mọi người. Mình không biết to hay không nữa. Ấy da, sụp. Để mình sẽ bỏ vào cái gỗ cái. Lấy ba cái keo này ra một cái. Ôi, keo này nãy mình đem theo một cái keo nhỏ nữa. Văng ra rồi. Rồi mình sẽ cho con cá vào đây nha, để cho mọi người xem con cá to một cái. Để nó bỏ nó vào đây. Đây, cá ở trong này thì nó rất là to nha mọi người ơi. Ngoài rất, ê, ui, ủa, hình như là nó vô keo rồi phải không ta, hay là nó nhảy ra ngoài ta. Mình thấy hình như là nó lọt vô keo rồi thì phải. Để về mình coi lại cái video coi. Nếu như nó lọt ra ngoài thì rất lũ, mà chắc không phải là nó lọt đâu, nó lọt vô keo rồi. Đây mình đã đi qua một cái khu vườn khác rồi nè. Ở đây nó có một cái bờ chia cách giữa bên đây và bên đây. Bên đó thì cá hồi nãy nó cũng to, nhưng mà nó không có to được như bên đây nha. Rồi, giờ thọt ta vô bắt thử con cá ở trong đây thử phải là cái con cá ly thia không. Lôi ba cái cỏ ghép này ra coi. Nếu như mà hai bọt hai con thì nhấc cái nách luôn rồi, nhưng mình nghĩ chắc không, chắc có một con. Đúng như lời mình nói mà, con cá này chắc là nó ở trên đây, nó cạn nước rồi nó bay xuống đây nó làm tổ nè. Chứ mà hai bọt nó gần nhau như thế này thì hiếm lắm. Nhưng mà vẫn móc nhiệt tình nha. Vẫn móc nhiệt tình để... Rồi cái bọt như thế này là không có cá đâu. Hai bọt nó kế bên nhau, ít khi nào có cá lắm. Qua ở đây có một bọt nữa nè. Đây, mà cái bọt này nó rất là khó bắt nha. Bọt này nó không có dễ bắt đâu. Tại vì bọt này cá nó nãy giờ mình làm động chắc là nó chạy ra tới đây đó. Mình sẽ dùng cái gỗ thần thánh mình chặn lên liền. Sẽ dùng thì chiêu móc một tí đất ở đây. Hy vọng là cái con cá nãy giờ nó đừng có chạy ra nha. Chạy ra là buồn lắm á. Rồi, bọt này thì nó không có trứng nha. Đâu để mình thử vận may là mình sẽ thò tay vô đây mình móc cái nào nó dính không. Thử vận may một. Ê, ê. Rồi, ôi trời, lúc nãy mình thử vận may mình bóc một cái dính ngay chân cái con cá luôn, nhưng nó chạy lên mất tiêu rồi. Khá là buồn. Thôi, không được rồi. Giờ thì mình sẽ tắt cái điện thoại tiếp. Mình sẽ bơi ra. Tại vì trong đây không có chỗ để điện thoại nè, chứ phải là có mình sẽ để cho mọi người xem. Đâu để mặt nha. Để đây. Không được rồi. Mình sẽ bắt cái con cá này ra cho mọi người xem cá này bự không. Nãy mình đụng nó rất là to nha.
sau một hồi móc thì mình đã phải dính hai con cá ở trong đó nha mọi người ơi. Đây, con cá trống nó rất là to, hồi nãy mình đụng thấy nó rất là to luôn mà. Nó đây đúng không? Đây, cá cỡ này mà mọi người nó nhỏ thì mình chịu luôn á. Có con cá máy này nhỏ thiệt. Rồi, lụng lúa thôi nha. Cá mà mọi người đi bắt ở ngoài mấy cái ruộng cỏ đâu, mình đảm bảo với mọi người là nó sẽ không có to bằng cái con cá này đâu. 100% luôn, chắc ăn luôn, cá gì mình cũng cá. Rồi, giờ sẽ cho hai con nó vào đây. Lụm lúa đó. Tiếp tục đi thôi. Sáng đây mình nói với tất cả mọi người luôn nha. Nếu như mình không có đi bắt cá ly thi đồng này thì cũng có người khác đi bắt à. Nên các bạn đừng có bình luận vào đây chửi mình này kia nha. Mình đi bắt cá này cũng để về nuôi, với lại quay clip cho mọi người xem, ôm lại tuổi thơ á. Đâu để xem ở đây có cá không? Wow, wow. Thấy được một bọt nữa rồi, làm sao chạy thoát được. Với người đi bắt cá siêu phàm như mình đây. Tự khen mình luôn, phải đạn thật tình chứ. Để mình xem thấy được cái con cá nào ở trong đây không nha. Mình vừa nói xong nó chùi nó mất tiêu rồi. Thôi giờ mình sẽ bắt ra cho mọi người xem con cá này nó to không nha. Đầu tiên mình sẽ vớt cái tàu bọt này ra trước. Mình sẽ thọt tay vô. Mình lụm lúa cái con cá luôn. Đây đây đây. Rất là dễ lụm lúa đó. Tại vì mình đã gọi đèn cho mình thấy được nó luôn rồi mà. Mình đã biết cái vị trí của nó thì rất là dễ bắt. Vô đây, chạy đường nào em trai ơi, em trai. Đây, rất là xanh luôn. Tiếp tục lại em được một em cá rất là xanh và đen luôn nha mọi người ơi. Rồi, lụm lúa nó thôi. Vô keo. Cái công đoạn mình bỏ vô keo thì chắc mình sẽ cắt bỏ nha. Tại vì mở keo ra vô nó rất là tốn thời gian của mọi người á. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nè. Mình đi bắt cái tổ bọn này thì vô tình mình thấy có rất là nhiều các con luôn nha mọi người. Đây là cá con của nó nè. Mình sẽ trả lại cái chỗ cũ nha, cho cái con cá trống nó giữ bọt đi. Nãy giờ mình cũng chưa có làm động nhiều quá, mình chỉ vớt cái tàu bọt lên không à. Rồi, mình đã trả nó về lại chỗ cũ nha. Mình không có bắt. Không bắt thì mình nói không bắt thật nha. Chứ mà mình không có giả vờ, mình nói mình không bắt rồi mình tắt máy mình bắt đâu. Tại vì mình cũng biết giữ gìn cái nguồn cá tự nhiên đó mọi người. Rồi, sẽ đi tiếp. Quay, cái chỗ này là cái gì vậy? Wow, cá con. Bên đây cũng là cá con, mà cá gì con vậy? Cá ly thi hay là cá bảy chầu con, rất là nhiều luôn, một đống con luôn nè. Đây nè. Đó mọi người thấy không? Quá trời con luôn. Thôi, con thì kệ con, không có bắt con đâu. Hiện tại thì mình đang lội quanh cái vườn tràm đó mọi người. Cái điện thoại của mình thì nó có chức năng quay trước và quay sau luôn, nên mình mới có thể quay ở đằng trước và đằng sau cho mọi người xem luôn á. Wow, ở đó có một cái giớn. Một cái giớn của ai kìa. Nhưng mà mình không, ê, mình không phải là trộm cắp đâu, nên mình không có bắt. Không thôi, à, mình lại giải thử cho mọi người xem nha. Giải thử thôi chứ mình không có bắt đâu nha. Ê, ê, có con. Mình thấy có cái con gì nó dài dài. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Trong mấy cái cục vườn này thì nó dễ có mấy cái con này lắm nha. Nó mất tiêu rồi. Đâu rồi ta? Kìa kìa kìa. Đó, mọi người thấy con gì không? Trong mấy cái cục vườn này thì rất là nhiều cái con này nha. Thôi, thôi. Đi đi, cái này là của người ta. Thôi đi tiếp. Nói chung là nếu như mọi người chưa có từng đi bắt cá thì không có nên học theo mình đi bắt cá đâu nha. Đi bắt cá thì phải có nhiều người, đông đông á, anh em xúm lại đi. Còn mình thì đã đi bắt cá nhiều lần rồi nên mình đi một mình được. Đây, mình tiếp tục thấy được một bọt cá ly thia ở trong cái kẻ nó nhỏ như thế này nha mọi người. Kẻ nhỏ như thế này thì cũng rất là khó bắt rồi đó. Chắc mọi người cũng biết là khó bắt rồi phải không? Để mình sẽ tìm cách mình bắt người ta. À, tiếp tục bẻ cái lá đi.
mình để tìm chỗ mình để cái điện thoại được không ta? Mình sẽ quay cái camera cho nó ra đây. Mình đã kẹp cái điện thoại mình lên trong lá để quay cho mọi người xem dễ hơn. Rồi giờ mình sẽ bắt cái tàu bọt này nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái cây lá mình chọc vào. Ê, cái tay bên đây nó hơi khó, chẹo tay. Rồi đổi qua tay bên đây. Vớt cái tàu bọt này ra trước. Tàu bọt này thì nó không có trứng rồi. Mà để xem có cá không cá. Không có trứng mà cũng không có cá luôn. Trong cái bọt này nó nhỏ quá nè mọi người. Hồi nãy mình đã có làm động rồi. Thường thì mọi người thọt như thế này nha. Đó, thường bắt cá thì nếu mà cái lỗ bọt nó nhỏ quá thì sẽ thọt như thế này. Rồi không có, để mình dẹp dẹp thử cá nó có ở cái chỗ này không. Nếu như mà nó có vòng vòng ở ngoài nó chạy ra cái gỗ. À, thiệt mà. Nó chạy ra cái gỗ. Đây. Đâu rồi? Ôi quả đạn đâu rồi? Đây. Đây là một con cá li thi đồng trống nha. Nhưng mà nó size nó nhỏ quá mọi người. Đây chút xíu à. Đây rất là nhỏ nha. Tại thấy gì thôi nó nhỏ lắm mà sẽ thả nó lại. Rồi. Thả nó lại nó đã chạy rồi nha mọi người ơi. Thả thật chứ không phải thả giả nha. Giờ sẽ đi tiếp tục. Không biết mọi người thấy là đi bắt cá nó có dễ không? Nếu mọi người thấy dễ hay khó thì bình luận vào đây cho mình biết cho nha. Rồi, giờ tại đây mình sẽ cho mọi người xem lúc nãy giờ mình bắt được bao nhiêu con cá rồi nha. Nói chung là cái điện thoại của mình hết pin rồi á, nên mình sẽ dừng clip tại đây. Đổ ra cho mọi người xem một cái luôn nè. Đâu rồi, để thằng nào nhanh chứ điện thoại mình nó hết pin rồi. Wow, đây là cái số cá nãy giờ mình đi bắt được nha. Để mình đếm coi. Ê, có một con cá bảy chầu. Ê, một con cá li thi nó phóng ra. Mấy con này sau khi mình đổ nước ra thì nó phóng rất là dữ luôn. Đếm một con. Mình nghỉ bắt rồi nên mình sẽ đếm nha. Hai con. Con cá bảy chầu quỷ sứ này mày nhảy đâu qua nhảy qua vậy. Ba con. Đếm bao đi. Để tí mình trừ cái con cá bảy chầu ra. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con, tám con, chín con. 10 con, 11 con. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mà trừ ra 3, 4 con cá mái với một con cá bảy chầu. Chắc còn khoảng 10, 13, 14 con đó mọi người. Chắc tầm khoảng đó, 14, 15 con cá li thi á. Nãy giờ mình nhớ là mình bắt nhiều lắm mà ta. Sao mà nó có nhiều đây vậy trời. Nói chung là cái video mình cũng quá dài rồi mọi người ơi. Nên mình xin kết thúc cái video này tại đây luôn nha. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like nè, một lượt đăng ký nè, một lượt chia sẻ để mình có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở video sau nè. Bye.